liên tục. Và bên công ty em cũng tổ chức liên tục các tour, ví dụ như đi Trung Quốc, đi Hạ Long, đi Hà Giang, đi Cao Bằng, đi Cửa Lò, đi Minh Châu, đi Lạng Sơn, vân vân, rất nhiều. Em sẽ phát lịch cho các anh các chị. 7 giờ rồi. Vâng. Đấy, Lợi cũng phải bận vì anh lái xe bên kia anh không biết đường, phải sang xe kia dẫn đường. Đấy, bên này anh lái xe anh đạo rồi thì cứ đấy đi thôi. Đấy, nhờ cô giáo Lợi phụ trách hộ xe này nhá. Vâng. Có gì tối nay chúng ta sẽ gặp nhau chương trình giao lưu. À có đi tối nay là làm chạy tour luôn mà nhá. Vâng. Rồi rồi. Thế mọi người có dẫn chương trình có nói chung là có hết chương trình đầy đủ mà. Rồi ok. Đáng lẽ là cô bé kia sang đây nhưng mà thôi. Đây là nhờ cô Lợi cô nói tốt rồi thì thôi giúp hộ cái vậy. Ở bên này là nhiều người nói đó. Vâng vâng. Thế nhá, có mấy người nhá. Có gì thì mọi người. Bên này là thay mặt đoàn để thông cảm nhé. Cho đoàn đi tiếp. Hello. Hello. Đây, tình yêu của tôi. Hello. Vâng, bây giờ xe của chúng ta bắt đầu chuyển bánh. Và sau mấy giờ tầm độ chắc là 7 rưỡi à? Tầm độ 7 rưỡi hoặc là 7:20 mình ăn sáng. Sau thì mình lại tiếp tục chuyển bánh đến Sầm Sơn. Ăn trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi, ở chiều mình sẽ ra biển. Ra biển tắm trong tối mình tổ chức gala nhá. Wow. Và... hoa đô. Hoa đô đúng rồi. Hoa đô. Thứ hai nữa là bây giờ chương trình của chúng ta là có ai nhu cầu ca nhạc thì ca nhạc tí cho nó vui vẻ trên xe nhá. Bật lên thì chị bật điện thoại chị đi. Đây, hai thằng bên này đi, trời không mưa cũng mặc áo mưa. À, chị em nào hôm qua em bảo mang cái iPad có 3G không? Bật lên đi. Ôi giời ơi, sao lại làm ăn thế? Có tay. Ờ, thế thì xong rồi. Để lên xe hát thì phải để ngoài. Chứ xuống cái đấy thì mình có mạng nó dễ rồi, thì em cần thì phải cài 3G. Đúng không? Gờ đây người ta vẫn bắt màn hình á. Đi du lịch vừa sao trong mặt buồn đấy anh? Cười lên cái cho nó. Cười lên, vẫn trong nhà đấy thì không nhau cười đây. Em đang quay trực tiếp đấy. À, vâng, đoàn chúng em xin kính chào quý khách. Hồi ê. Ai bánh mì nóng còn à? Ai bánh mì nóng đây? Lúc nào mà đến lượt thì anh nói nhé, để tuét cái. Khoai nóng, khoai nóng. Mặt nóng trông nhầu nhị quá.